chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin hữu ích, những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà trong quá trình thiết kế trong rất nhiều năm chúng tôi tích lũy được. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn làm nhà hay thiết kế nhà có được những cái kiến thức, có được những cái gợi ý mà từ đó chúng ta có thể lên được một cái kế hoạch tổng thể làm một ngôi nhà làm sao cho hiệu quả, đạt được những cái giá trị mà như mình mong muốn, thực hiện được những giấc mơ của đời người. Vì kiến trúc đó là một cái ngôi nhà, nó là một cái sản phẩm mà nó đi theo năm tháng thời gian của một đời người cũng như một gia đình, một dòng họ. Chính vì thế nên nó có cái yếu tố khí hậu rất quan trọng. Khí hậu mà miền Bắc thì kiến trúc nó có đặc thù như nào, miền Nam, miền Trung thì nó theo cái khí hậu thì như nào. Thì hôm nay chia sẻ với các bạn tại sao những cái công trình kiến trúc, những ngôi nhà ở miền Bắc, cái tường nó được xây bằng gạch rất là dày để nó chống được cái lạnh, và tại sao có những cái hiên nó rất là thoáng, cửa nhiều nhưng lại không cửa không ra trực tiếp về cái khí hậu mà nó lại qua một hệ thống hàng hiên. Với khí hậu miền Bắc nóng ẩm, mưa nhiều, độ ẩm cao, chính vì thế cái những cái không gian trong kiến trúc ngôi nhà nó sẽ phải chịu được cái khí hậu lạnh của mùa đông và nó phải mát vào mùa hè. Và cái độ ẩm cao thì làm sao mà nó thoát được cái lượng ẩm đấy để cho cái cơ thể con người nó không bị bức bối về vấn đề về bài tiết. Chúng ta nên lựa chọn những cái hình thức kiến trúc như nào, đặc trưng của không gian như nào để cho nó giảm thiểu được những cái tác động tiêu cực của khí hậu đối với môi trường sống của chúng ta. Vì thứ nhất là vì do khí hậu nó mưa nhiều, cái độ ẩm nó cao, chúng ta không thể làm ra những cái trực tiếp với khí hậu. Mà một trong những cái đặc điểm mà ở miền Bắc ấy, lượng ẩm rất lớn, đâm ra là cái rêu mốc nó phát triển cũng rất là nhanh trong cái bề mặt của kiến trúc. Chính vì thế nên là chúng ta phải có cái giải pháp về vật liệu để chống được cái rêu mốc. Vì một công trình thiết kế lên rất là đẹp, xây lên chủ nhà rất tự hào, nhưng chỉ một vài ba năm sau là nó rêu mốc rồi nó hư hại rồi nó xuống cấp, là nhìn mất hẳn cái giá trị của ngôi nhà. Nên cái việc lựa chọn cái vật liệu làm sao để cho nó bền vững với thời gian cũng là một cái yếu tố hết sức cần được lưu ý trong quá trình thiết kế và lựa chọn cái vật liệu để thi công. Vì chúng ta muốn đầu tư một cái giá trị được lâu dài mà chúng ta lại không để ý đến những yếu tố về khí hậu, thì đấy là một trong những cái yếu tố nó cũng sẽ làm cho chúng ta phá sản những cái ý tưởng mà rất là hay. Tôi chia sẻ với các bạn về cái đặc điểm khí hậu của khu vực miền Nam thì khí hậu nóng hơn, tức là cái thời gian nắng trong năm này nó nhiều hơn ngoài miền Bắc. Có hai đặc trưng là mùa nóng và gọi là mùa khô và mùa mưa. Khí hậu trong miền Nam thì cũng là mùa mưa thì mưa rất nhiều, gần như ngày nào cũng mưa. Nhiệt độ mùa hè thì cũng kéo rất là dài. Đặc điểm cái khí hậu trong đấy thì là nó độ ẩm nó không cao như miền Bắc. Chính vì thế nên là cái yếu tố tác hại gây ra từ khí hậu ấy, cho ngôi nhà là sẽ bị giảm hơn. Vì lý do rằng là thứ nhất là công trình không phải chống lạnh, chủ yếu là cái độ thông thoáng và che nắng thôi. Thứ hai nữa là nó không bị một cái độ ẩm giống như miền Bắc, nên ra là cái vấn đề phá hủy cái vật liệu kiến trúc ấy, nó không ghê gớm như ở miền Bắc, nên ra là về chất lượng công trình trong miền Nam nó sẽ bền hơn miền Bắc rất là nhiều. Và cái việc mà vật liệu sử dụng trong cái công trình mà trong miền Nam với khí hậu miền Nam ấy thì nó bền hơn, hình thức kiến trúc được giữ được lâu hơn. Trên cái xu thế mà với kiến trúc những cái công trình ngôi nhà ở miền Bắc ấy, thì nó đang theo hai theo khuynh hướng, một khuynh hướng là kiến trúc hiện đại và kiến trúc tân cổ điển. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn rằng là cái dòng kiến trúc nào thì nó sẽ có cái giá trị bền vững về vấn đề môi trường khí hậu như nào. Kiến trúc tân cổ điển thì đặc trưng của nó là theo những cái phát triển từ cái mô típ kiến trúc cổ điển Pháp. Đặc trưng của kiến trúc Pháp là nó sẽ là những công trình xây bằng gạch và tường rất là dày,
trong quá trình mà xây dựng, Pháp xây dựng những công trình ở miền Bắc miền Nam thì họ cũng có những rất nhiều những cái kiến trúc sư của bên Pháp, người ta nghiên cứu khí hậu thì người ta đã phân tích, người ta đã đưa ra những cái giải pháp cho cái khí hậu khác với cả bên Pháp, thì họ tạo ra được những cái kiểu kiến trúc người ta gọi là cổ điển, như là cổ điển kiểu Đông Dương, hay gọi là kiến trúc kiểu Đông Dương. Thì với đặc điểm của kiến trúc Đông Dương giai đoạn đấy rằng là thứ nhất là họ có một cái tầng trệt như là tầng hầm, tầng bán hầm ấy, đấy, nó ở dưới đế ngôi nhà để cho bắt đầu người ta sinh hoạt từ tầng 1 là nó cốt nó cao hơn so với cả cái sân là khoảng 2,5 m 3 m rồi đấy, để cho nó tránh được cái hơi ẩm từ đất lên. Thứ hai là cái tường thì rất là dày. Thứ ba nữa là họ có rất nhiều những cái hiên và ban công rộng để giảm cái bức xạ nhiệt trời mùa hè vào trực tiếp các không gian các phòng, nhất là mùa đông thì với cái tường dày và cái cửa thì cửa kính kín, nó cũng tạo ra được một cái ấm. Phong cách kiến trúc hiện đại này thì nó đem lại cho con người một cái thay đổi nhiều về không gian, giúp cái đem lại cảm xúc, rồi đem lại những cái sự biến đổi biến hóa, rồi cái phong phú không gian, thậm chí là gần gũi với thiên nhiên hơn, rồi tầm nhìn mở rộng hơn, thiên về những công trình có không gian mở, cảnh quan xung quanh đẹp. Nhưng cái nhược điểm của cái quách này thì là nó cũng là vấn đề vật liệu và khí hậu, sử dụng nhiều kính nhiều thì nó sẽ dễ bị nóng và sẽ bị lạnh vào mùa đông. Chính vì thế khi sử dụng hay lựa chọn phong cách kiến trúc hiện đại hoặc là tân cổ điển thì chúng ta phải lưu ý những cái đặc điểm của nó để mà nó bền vững về vấn đề khí hậu. Ví dụ như phong cách tân cổ điển thì nó có thể là tốt cho cái vấn đề khí hậu, nhưng nó lại sẽ hạn chế được cái tầm nhìn, cũng như là cái độ linh hoạt trong không gian nó sẽ bị giảm đi. Nó không ưu việt công năng bằng cái không gian, cái phong cách kiến trúc hiện đại. Kiến trúc hiện đại thì nó lại có những cái nhược điểm nhất định, ví dụ như là có thể làm tăng hiệu ứng nhà kính, không gian sẽ bị lạnh hơn khi mà ở trong đó. Không phải tất cả một cái phong cách kiến trúc đáp ứng được mọi cái nhu cầu. Các bạn phải cùng kiến trúc sư thiết kế đặt ra những vấn đề, biết được cái lợi hại của từng phong cách để đưa ra được những giải pháp giảm thiểu được những cái nhược điểm mà tăng được những cái ưu điểm. Khi mà xây dựng trong miền Nam ấy thì chúng ta cần lưu ý những cái đặc điểm về khí hậu để mà vật liệu nó phát huy được cái tác dụng, giảm thiểu được những cái tác hại của khí hậu gây ra đối với cái vật liệu cũng như là cái chất lượng không gian. Đấy là những cái lưu tâm mà tôi chia sẻ với các bạn để các bạn có những cái góc nhìn chính xác hơn, đúng đắn hơn trong cái vấn đề lựa chọn cái không gian phù hợp với cái mảnh đất mình đang sở hữu, làm sao mà để cho nó phát huy tối đa cái giá trị của cái mảnh đất cũng như cái ngôi nhà cho một cái tương lai nó lâu dài hơn, bền vững hơn. Chào các bạn.